Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học một cái thao tác rất quan trọng nữa. Tức là sau khi chúng ta đã nhập xong cái sơ đồ test để sẵn sàng kết thúc cái việc là nhập mẫu kiểm tra. Khi mà đã xong rồi chúng ta bấm nút đồng ý thì cái thông tin trên màn hình này sẽ được lưu lại trong mẫu kiểm tra và màn hình này sẽ đóng lại. Nhưng mà trước khi chúng ta kết thúc thì chúng ta phải bắt buộc phải thực hiện một lệnh rất quan trọng, đó là lệnh kiểm tra. Kiểm tra sơ đồ test, kiểm tra xem là với cái sơ đồ test này thì có đủ phần mềm, có đủ ngân hàng câu hỏi, có đủ câu hỏi để sinh ra cái đề kiểm tra theo đúng cái mẫu đề kiểm tra này không. Đây là một lệnh rất quan trọng. Khi mà chúng ta, nếu chúng ta không kiểm tra thì sau này khi chúng ta sử dụng cái lệnh là sinh tự động để kiểm tra thì phần mềm có thể nó không được sinh được đúng cái đề kiểm tra theo đúng cái khuôn mẫu của sơ đồ test. Trên mình chúng ta đang ở đây là một sơ đồ test gồm có là 15 câu với ràng buộc như thế này. Câu 1 là như thế này, câu 2, câu 3, câu 15 với những cái ràng buộc thuộc tính về kiểu, hình thức, phân loại, mức độ, kỹ năng, điểm số, kiến thức. Thì cái lệnh kiểm tra sơ đồ test này sẽ kiểm tra xem là với cái sơ đồ test này thì có sinh được để kiểm tra hay không. Phần mềm sẽ thông báo ngay, lệnh sẽ thông báo là được hay không được. Nếu mà không được thì lệnh sẽ chỉ ra rõ ràng ở chỗ nào không được, ở chỗ nào được, và thậm chí lệnh sẽ gợi ý cho chúng ta là chúng ta cần phải thay đổi như nào cho nó hợp lý dựa trên cái nguồn ngân hàng câu hỏi hiện đang có trong trong ngân hàng câu hỏi hiện thời. Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện lệnh này. Tôi bấm vào đây, phần mềm sẽ hiện ra một cái trang để chúng ta có thể kiểm tra. Thì mặc định là phần mềm sẽ hiển thị ở đây ra gồm có những cái đây chính là cái thông tin của cái mẫu của cái sơ test hiện thời, và phần mềm thông báo ngay ở phía dưới này là đủ hay không đủ. Ở đây là không đủ khả năng sinh câu hỏi để kiểm tra, và chúng ta sẽ quan sát ở đây và còn chúng ta sẽ biết được là vì sao lại không đủ, vì sao lại đủ. Ở bên phải đây là những cái cột, các thuộc tính mà phần mềm hiển thị ra từ các cái ràng buộc của cái sơ đồ test. Phần mềm sẽ hiện ra đây các cái ràng buộc, hiện ra đây cái số lượng câu hỏi tương ứng. Ví dụ ở đây nhé, ở chương cơ học câu hỏi ngắn, phần trắc nghiệm lý thuyết mức độ là trung bình, thì cái sơ đồ test này gồm có 5 câu, và nguồn dữ liệu là 715 câu. Như vậy chỗ này là hoàn toàn đủ sức để có thể từ cái số lượng 75 này có thể sinh được 5 câu hỏi. Chúng ta hãy rà soát xem ở đây, ở khu vực này đây là không có 202. Chúng ta rà soát xuống phía dưới nhé, chúng ta xuống phía dưới ra xem, và chúng ta sẽ biết được ngay rằng là ở đây có 5 câu hỏi này. Đây là phần ở chương 2. Ở chương 2 gồm có thông tin là câu hỏi ngắn này, trách nhiệm này, lý thuyết này, mức độ trung bình này, 5 câu hỏi trong sơ đồ test là 5 câu hỏi, và nguồn là 327. Như vậy là vẫn đủ đủ cái đủ để ta sinh. Bây giờ chúng ta xem tiếp phía dưới nhé. Ngay phía dưới đây là đây câu hỏi ngắn, chương 2 câu hỏi ngắn, trắc nghiệm, câu hỏi là trắc nghiệm, bài tập, kiểu mức độ có nghĩa là trung bình, có 5 câu, nhưng mà nguồn là không có. Như vậy đây chính là cái lý do mà chúng ta thấy là vì sao mà lệnh này báo là không đủ khả năng. Như vậy là phần mềm đã, cái sơ đồ test đã đưa ra một cái yêu cầu quá lớn trong cái nguồn là nó không có, mà bắt nguồn của nó là vì đây chúng ta thấy đây ở đây cái câu hỏi ở trong cái phần chương 2 này nó chỉ có lý thuyết, không có câu hỏi bài tập ở đây, mà chúng ta yêu cầu câu hỏi bài tập. Như vậy là nó bị sai ở chỗ này. Thì cách chúng ta xử lý như nào? Chúng ta có thể xử lý theo nhiều cách khác nhau. Thứ nhất, chúng ta có thể vào chính cái sơ đồ test này chúng ta chỉnh sửa lại, chúng ta không chọn 5 câu ở cái phần tập nữa, chúng ta chuyển 5 câu này sang phần lý thuyết. Đó là một cách, khi đó thì cái phần này sẽ trở lại không, và ở đây sẽ không không bị cái lỗi là không đủ nguồn nữa. Cách thứ hai là chúng ta có thể cho phần mềm
lựa chọn là chúng ta không phân biệt câu hỏi trước hay bài tập bằng cách chúng ta bấm vào đây. Chúng ta không hiện cái cột này nữa. Bỏ đi. Tức là chúng ta không phân biệt câu hỏi lý thuyết, bài tập lý thuyết hay là bài tập nữa. Thì cái đó thì phần mềm sẽ tự động chọn các câu hỏi bỏ qua cái thuộc tính là lý thuyết hay bài tập. Mà cho thấy ngay rằng là phần mềm thông báo là đủ khả năng câu hỏi để kiểm tra. Như vậy đây là cái cửa sổ để mà kiểm tra cái khả năng có thể sinh để kiểm tra theo sơ đồ test hiện thời. Và đồng thời phần mềm cũng hiển thị luôn cái nếu mà không đủ khả năng thì phải chỉ ra là vì sao không đủ, vì sao không đủ, và đưa cho ta những gợi ý để chúng ta có thể chỉnh sửa được cái sơ đồ test hiện thời. Tôi vừa muốn trình bày một cách chúng ta chỉnh sửa, chúng ta bỏ qua không hiển thị cái nút là cái thuyết bài tập. Tức là chúng ta không muốn lựa chọn cái không muốn cho khi mà sinh để kiểm tra, không muốn cho phần mềm là lựa chọn kỹ cái câu hỏi thứ hai bài tập nữa, mà chúng ta qua cái đó là ta bỏ qua cái thông tin về lý thuyết hay là bài tập, và chúng ta có thể là cập nhật cái thông tin này về hệ thống để từ sau phần mềm sẽ hiển thị đúng theo cái mẫu này. Đó thì đó là cái lệnh kiểm tra sơ đồ test rất quan trọng. Chúng ta quay đây nhé, cho thấy đây có một chính là cái này, đây có trước đây có 5 câu hỏi bài tập, đây 5 câu hỏi bài tập ứng với cái trường trường 2, chính là cái phần này. Đây là các câu hỏi, các mẫu câu hỏi trong phần mềm, trong các câu hỏi thì là không có. Như vậy chúng ta có thể chỉnh sửa chi tiết vào đây. Tôi chọn ở đây 5 câu và tôi chuyển sang là lý thuyết. Lý thuyết và bấm nút cập nhật thì mình sẽ chuyển hết sang lý thuyết. Và bây giờ cái sự câu hỏi của chúng ta đây là cái sự test ở đây chúng ta bây giờ là hoàn toàn là đủ khả năng sinh để kiểm tra theo mọi cái yêu cầu của mà chúng ta đưa ra. Thì đó là cái lệnh mình tôi sẽ kiểm tra lại nhé, lệnh sẽ kiểm tra sơ test có đủ tất cả các cột đấy rồi và phần mềm báo ra đã đủ khả năng sinh câu hỏi để kiểm tra. Kết thúc ở đây và tôi bấm đồng ý, phần mềm sẽ thực hiện cái lệnh là ghi lại, và tôi vừa mới và rồi bấm nút cập nhật nữa, phần mềm sẽ ghi lại cái để kiểm cái bộ để kiểm tra ở đây, tôi cho xuống dưới cho nó thuận tiện hơn. Đó, vậy là kiểm tra một cái gồm là cơ học, nhân học, kiểm tra cuối năm. Tôi vừa mới hoàn thiện cái thao tác là nhập xong một cái mẫu để kiểm tra hoàn chỉnh.